Liên quan đến hạ tầng giao thông, thưa quý vị, khởi công vào cuối tháng 7 năm 2023 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay. Thế nhưng, do được đẩy mạnh công tác thi công và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, nên công trình mở rộng bán kính nút giao bó vỉa hè khu vực ngã tư Lạc Cường, thành phố Biên Hòa sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 12 này. Vâng, đây quả thật là tin vui đối với mọi người vì khu vực nút giao giữa đường Trương Định, Phan Trung với đường Dương Tử Giang chạy dài xuống ngã tư Lạc Cường thường xuyên xảy ra kẹt xe vào các khung giờ cao điểm. Việc hoàn tất công trình này sẽ góp phần giúp lưu thông tại đây thuận lợi, an toàn hơn. Thưa quý vị và các bạn, công trình mở rộng bán kính bó vỉa hè ở nút giao ngã tư Lạc Cường đang được đẩy mạnh thi công cả ngày lẫn đêm để có thể đẩy nhanh tiến độ, và dự kiến thì giữa tháng 12 này công trình sẽ hoàn thành. Để việc thi công diễn ra thuận lợi và tránh ảnh hưởng đến lưu thông, đơn vị thi công đã tránh làm việc vào các khung giờ cao điểm. Đồng thời, phía thi công cũng tăng lượng thời gian làm việc vào ban đêm để sớm về đích bàn giao công trình. Hiện việc di dời hệ thống ngầm ở vỉa hè tại đây đã hoàn tất, nên phía thi công đã thực hiện rào chắn để thuận lợi thi công mở rộng lòng đường mỗi bên thêm 3 mét. Đơn vị thi công hiện tại thì đang bố trí công nhân làm việc theo 3 ca. Và trong quá trình làm việc thì vẫn đảm bảo tất cả các cái yếu tố về chất lượng và tiến độ, cũng có gặp nhiều khó khăn vào những giờ cao điểm. Thì trong những giờ cao điểm thì đơn vị thi công có bố trí một đội điều tiết giao thông để kết hợp điều tiết hướng dẫn các phương tiện đi để không gây ùn tắc trong quá trình làm việc. Đối với cái khu vực này thì nằm ở ngay tại khu vực trung tâm, cho nên cái công việc thi công thì đòi hỏi phải có một cái giải pháp là chống ùn tắc kẹt xe trong cái quá trình thi công. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã yêu cầu đơn vị thi công thành lập một cái đội điều tiết giao thông khi trong lúc huy động máy móc thiết bị. Khi công trình hoàn thành thì sẽ mở rộng thêm được một làn xe. Công trình mở rộng bán kính nút giao bó vỉa hè khu vực ngã tư Lạc Cường được khởi công vào cuối tháng 7 năm 2023, dự kiến hoàn thành trong 5 tháng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng gần 5,1 tỷ đồng. Thành phố Biên Hòa hy vọng khi hoàn thành, công trình này sẽ giải quyết được tình trạng ùn ứ giao thông, mất an toàn, để người dân lưu thông thuận lợi, qua đó cũng giúp cho hạ tầng giao thông thành phố Biên Hòa ổn định, phát triển hơn.